Giờ mấy giờ sáng ta? Giờ 2 giờ nữa rồi. 2 giờ sáng giao chiếc full zin cho anh trai Cần Thơ. Má xe như xe thùng. Xe như xe thùng, không 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 thấy anh đâu, anh yên tâm. Đấy mới nói thử chứ. Đây Nói Cần mình đi Thơ. chơi mà. Anh có đèn pin không? Có. Hả? Trang Có. trang đèn pin em dõi chiếc xe cái cho anh em thấy cái. Đó, em mở đèn pin hết đó. Cần Thơ nó đây nhất chứ mà. Đó, xe full zin 40 triệu của anh em Cần Thơ giao tận nhà đây. Má đúng cực luôn. Bây giờ 2 giờ sáng rồi mới tới nơi. Đây, full zin cho anh em coi cận cảnh nha. Phuộc nè. Lòng máy nè. Đó. Em nổ nhẹ cái ha, anh sai bên em nổ máy nhẹ cái. Không nẹt, không nẹt. Xe thùng.